Quý vị có muốn ở trong một căn nhà mà trước cổng trồng rất là nhiều hoa, còn thêm một cái bầu trời thiên nhiên ở trước nữa, chim thì hót líu lo cả ngày. Mình thấy có một cái căn nhà nhỏ nhỏ nằm nép mình dưới những cái tán thông ấy và bị bỏ hoang, nhìn cũng khá là tiếc quý vị ha. Nếu như mà chúng ta mua và sửa lại để ở thì cũng rất là đẹp đấy. Xin chào quý vị, anh chị và các bạn. Rất hân hạnh khi được gặp lại quý vị trong một video tiếp theo của kênh Đà Lạt ngày nay. Kính thưa quý vị, hiện tại bây giờ thì mình đang có mặt tại một con hẻm nhỏ thuộc đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn, phường 10 của thành phố Đà Lạt. Hôm nay mình lại tiếp tục đi bộ và đi vào những con hẻm ở khu vực bên này. Mình thấy hồi trước á, mình cũng có đi những cái con hẻm nhỏ ở khắp thành phố Đà Lạt, nhưng mà những cái con hẻm đó thì nhà cửa phải nói chật ních hết rồi. Còn ở trong này thì quý vị có thể thấy thiên nhiên nó còn rất là nhiều, nhà cửa thì lác đác thôi và nó nằm ẩn mình giữa những cái tán cây và có những cái bụi tre bụi trúc nữa quý vị. Nhìn nó cũng giống như là làng quê đó quý vị ha, rất là yên bình luôn. Hồi nãy mình đi ngoài con hẻm lớn, bây giờ lại đi vào một con hẻm nhỏ tiếp theo. Con hẻm này có bề rộng tầm khoảng 2 mét thôi quý vị ha. Nhưng mà nhà cửa trong này lại có không gian khá là rộng, đặc biệt là khoảng sân ở đằng trước á. Còn ở bên ngoài thì một bầu trời thiên nhiên luôn quý vị. Ở bên này có một cây mít và những cái cây môn nè quý vị này. Nói chung khu vực này thì những cái miếng đất trống rất là nhiều luôn quý vị, và người ta trồng cây lên đây, thậm chí trồng cà phê luôn quý vị ha. Quý vị có muốn ở trong một căn nhà mà trước cổng trồng rất là nhiều hoa, còn thêm một cái bầu trời thiên nhiên ở trước nữa, chim thì hót líu lo cả ngày. Ở cái khu vực đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn này á thì rừng nó còn khá là nhiều đó quý vị ha. Nói chung ở đây là đất rừng luôn á, nhà cửa ở trên đất rừng, và đa số những căn nhà ở trong này thì là giấy tờ tay đó quý vị ha, cũng mua đi bán lại, nhưng mà nó cũng khá là rủi ro về mặt pháp lý. Có giá cả thì nó cũng rẻ thôi, thậm chí những cái miếng đất trống ở bên này nè, nếu như mà chúng ta mua chưa chắc đã được xây nhà đâu quý vị ha. Xuống đoạn này thì vô cùng hoang sơ và đẹp luôn quý vị, cây cối um tùm và xanh mướt. Hiếm có một cái chỗ nào mà cách trung tâm thành phố Đà Lạt tầm khoảng 1-2 cây số mà có thiên nhiên như thế này. Từ đây mà ra quảng trường Lâm Viên cũng như Hồ Xuân Hương thì tầm khoảng 1 cây số thôi quý vị, còn ra chợ Đà Lạt á thì khoảng 2 cây số thôi quý vị ha, ngay trung tâm. Dưới này càng đi sâu xuống thì nhà cửa nó khá là lác đác đó quý vị. Mình nghĩ những căn nhà dựng tạm bợ như thế này, nhà gỗ đó quý vị ha, tiền chế, và chắc có lẽ họ định cư ở đây lâu rồi cho nên chim mới tồn tại. Còn những cái miếng đất trống như thế này, bây giờ người ta quản lý rất là gắt, khó mà xây nhà được lắm quý vị ha. Khu vực này đang là khu quy hoạch đấy. Còn mé quả đồi cao cao bên kia là thuộc đường Đặng Thái Thân. Quý vị có thể thấy cái đồi rất là cao và nhà cửa ở trên trên đồi luôn quý vị ha. Thì có view rất là đẹp, nhưng mà mình thấy nguy cơ sạt lở cũng cao lắm quý vị. Ở bên kia có những cái homestay nằm ẩn mình trong những cái bụi cỏ cây đấy, cũng khá là thiên nhiên và đẹp. Khu vực này ở Đà Lạt á thì mới đúng là phố trong rừng và rừng trong phố luôn quý vị.
ngoài những cái bờ rào này thì người ta trồng những cái cây chanh leo đó quý vị ha, cho trái khá là nhiều. À, nếu như mà chúng ta lâu lâu thèm chua, ra đây hái chanh leo và ăn luôn. À, con hẻm này có độ dốc khá là cao luôn quý vị. Mình đi xuống bây giờ đi lên cũng hơi đuối đấy, mỏi chân. À, nếu như mà chúng ta đi xe máy thì phải lấy đà. Và đi xe số thì chắc có lẽ đi số 1 thôi quý vị. Số 2 không lên nổi đâu. À, quý vị thấy không? Ở bên phía tay trái thì vẫn có lác đác những căn nhà. Còn bên phía tay phải là không có luôn quý vị ha. Là vườn tược và những cái cây cà phê. Thì đây có lẽ là đất rừng cũng như là đất trồng cây lâu năm. À, bây giờ mà xây nhà trên những cái cây, những cái miếng đất nông nghiệp cũng như là đất trồng cây lâu năm, cộng thêm đất rừng như thế này nữa thì vô cùng khó khăn luôn quý vị. À, nếu như mà quý vị xây là người ta sẽ tới dỡ và đập bỏ đi ngay. À, bây giờ Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có phương án di dời và giải tỏa khu vực này. Và hiện tại người ta đưa ra hai phương án. Phương án thứ nhất là đền bù cho những cái hộ dân ở đây, hình như là hơn 200 hộ dân đó quý vị, để mà giải tỏa và những hộ dân này sẽ chuyển đi nơi khác ở. Và phương án thứ hai là cho người dân ở lại và cấp quyền sử dụng đất cho người ta, để cho người ta ở hợp pháp trên những miếng đất này rồi đóng thuế cho nhà nước. Thì bây giờ người dân ở đây cũng như là chính quyền đang nghiêng về cái phương án 2 đó quý vị ha. Tại vì phương án 1 thì khi di dời thì phải đền bù với một cái nguồn ngân sách rất là lớn, nguồn tiền rất là lớn luôn quý vị. Còn mà phương án 2 thì không phải đền bù gì cả. Nếu như mà phương án 2 được thực hiện thì đây là khu vực dân cư và nói tuyệt đẹp luôn quý vị ạ. Và những cái miếng đất này sẽ có giá trị gấp nhiều lần so với thời điểm hiện tại bây giờ. Bây giờ Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao cho chính quyền thành phố Đà Lạt là quyền quản lý thật là chặt khu vực này, không để phát sinh thêm những cái hộ dân cũng như là những cái căn nhà mới đó. Nếu như mà chúng ta theo con đường này thì sẽ dần xuống quán cà phê Hiệp Khách Lâu đó quý vị ha. Chúng ta đến quán cà phê đó để hóa trang thành những anh hùng, những tiểu thư, những cô nương trong phim Kim Hiệp, trong những cái nhân vật mà truyện Kim Hiệp của Kim Dung đấy, anh hùng xạ điêu, thần điêu đại hiệp gì đó. Quý vị thấy những cái con hẻm ở trong khu vực này nó khác xa hoàn toàn so với những cái con hẻm mà mình từng đi trước đây, như là hẻm ở khu vực đào Duy Từ C5, rồi khu vực đường 3 tháng 2 Phan Đình Phùng gì đó. Thì những cái con hẻm ở khu vực đó thì nhà cửa rất là nhiều, hầu như không còn thiên nhiên nữa. Nhưng mà khu vực này quý vị thấy không, thiên nhiên còn nhiều hơn nhà cửa nữa. Quý vị thấy khu vực quả đồi đối diện bên kia không? Độ dốc rất là cao, tầm nhìn và view rất là đẹp thoáng đãng. Nhưng mà ở đó cũng sợ lắm quý vị. Nhưng với cái độ dốc như vậy, vào mùa mưa đó thì cái nguy cơ sạt lở nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào luôn quý vị ha. Nói chung với cái địa hình đồi núi của thành phố Đà Lạt như thế này ở thì rất là thích và đẹp, nhưng mà lâu lâu cũng xảy ra những cái vụ sạt lở khá là nghiêm trọng.
nó gây thiệt hại về con người cũng như là tài sản của người dân khá là lớn luôn quý vị ha. Mình thấy ở mé bên này có một căn nhà bị bỏ hoang, nhỏ thôi, nằm ẩn mình dưới những cái tán thông luôn quý vị này. Cũng rất là hay luôn chứ. Nếu như mà chúng ta mua và sửa sang lại để ở thì cũng rất là tuyệt vời luôn ấy. Mình nghĩ có lẽ căn nhà này người ta đã bán đi rồi, và cái chủ hiện tại bây giờ á, người ta không có ở đây và người ta cứ đóng cửa để vậy thôi quý vị ha. Vào đây thiên nhiên á, cộng thêm khí hậu của Đà Lạt nó mát, nếu như mà chúng ta ngồi một chỗ thì cảm thấy nó lạnh luôn rồi quý vị. Nhưng mà mình đi hồi nãy giờ thì nó cũng toát mồ hôi rồi, ướt đầm đề hết rồi quý vị, và khá là mệt mỏi chân nữa. Bây giờ mình đi lên lại thôi. Đúng thật là thành phố nào vừa đi đã mỏi thiệt luôn quý vị ạ. Từ cái ngày mà mình cứ đi bộ và quay như thế này này, thì mình phát hiện ra rất là nhiều những cái điều thú vị khi chúng ta đi bộ loan quanh ở trong thành phố Đà Lạt. Vừa tốt cho sức khỏe, vừa khám phá ra được nhiều cái hẻm hóc, nhiều cái điều thú vị mà nếu như chúng ta cứ đi ở ngoài đường lớn thì không bao giờ biết được những cái điều hay ho như thế này đâu quý vị ha. Bây giờ mình rời khỏi cái khu vực này thôi quý vị. Đi bộ hồi nãy giờ mình cũng cảm thấy nó mệt rồi. Với lại cái thời lượng của video này á, mình cũng chỉ có quay chừng đó thôi, để cho quý vị anh chị và các bạn biết thêm những cái con hẻm đẹp, những cái khu vực mà rất là thú vị để chúng ta xem giải trí. Lúc nào á, quý vị có dịp lên Đà Lạt thì cũng nên đi bộ loanh quanh giống như mình vậy đó. Nói chung nó cũng không có xa xôi gì đâu, chỉ có đi bộ vài trăm mét hoặc là một hai cây số gì đó thì quý vị sẽ cảm thấy tinh thần mình rất là thoải mái và biết được dân cư cũng như đời sống sinh hoạt, nhà cửa và những cái điều hay ho khác nữa của thành phố Đà Lạt đó quý vị ha. Ra tới đây là đường lớn rồi quý vị. Trước mặt của chúng ta là đường Trần Hưng Đạo, bên phía tay trái á, là nút giao Kim Cúc. Cái video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã đồng hành với mình trong cái đoạn clip vừa rồi. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của kênh Đà Lạt Ngày Nay. Bye bye, xin chào tạm biệt quý vị.